Mỹ cảnh báo Trung Quốc trả giá đắt nếu hỗ trợ quân sự Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả nếu hỗ trợ sát thương cho Nga trong xung đột Ukraine. Bắc Kinh sẽ phải đưa ra quyết định của riêng mình về cách thức tiến hành, liệu họ có cung cấp hỗ trợ quân sự hay không, nhưng nếu đi theo con đường đó, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt. Sullivan hôm nay nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh ABC rằng Trung Quốc chưa có bất kỳ động thái cung cấp viện trợ nào như vậy, nhưng Bắc Kinh cũng không loại bỏ phương án này khỏi bàn thảo luận. Sullivan đồng thời tiết lộ giới chức Mỹ đã cảnh báo kín với các đối tác Trung Quốc về những hậu quả đó là như thế nào. Song ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Mỹ và các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO thời gian gần đây liên tục cảnh báo Trung Quốc về việc viện trợ vũ khí cho Nga trên chiến trường Ukraine, thường xuyên đề cập đến khả năng Bắc Kinh đang xem xét cung cấp hỗ trợ sát thương cho Moscow. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns cùng ngày cũng đề cập đến vấn đề trên. Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang cân nhắc việc cung cấp thiết bị sát thương, nhưng chúng tôi chưa thấy quyết định cuối cùng đã được đưa ra và chúng tôi chưa có bằng chứng về động thái vận chuyển vũ khí sát thương thực sự, ông nói. Hạ nghị sĩ Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Michael McCaul cho hay tình báo Mỹ nhận định máy bay không người lái UAV có thể là một trong những vũ khí mà Trung Quốc đang xem xét gửi đến Nga. Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất vũ khí theo chuẩn Liên Xô, vốn được sử dụng nhiều trong xung đột Ukraine, trong đó có các loại đạn tiêu chuẩn. Quân đội Nga được cho là đang thiếu nguồn cung đạn pháo sau gần một năm chiến sự. Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết Bắc Kinh không nhất thiết cung cấp vũ khí tiên tiến, nhưng có khả năng hỗ trợ những gì lực lượng Nga đang thiếu trên chiến trường Ukraine. Như đạn pháo, hoặc những mặt hàng không thể tự sản xuất do lệnh trừng phạt như thiết bị điện tử. Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin trên. Ngày 22 tháng 2, khi được hỏi liệu Trung Quốc có cung cấp vũ khí sát thương cho Nga hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Uông Văn Bân không đưa ra câu trả lời trực diện. Một thực tế rõ ràng là các thành viên NATO, trong đó có Mỹ, là nguồn cung vũ khí lớn nhất cho chiến trường Ukraine, vậy mà họ vẫn cáo buộc rằng Trung Quốc có thể chuyển vũ khí cho Nga, ông nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.